Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng mục nát, chính phủ đề xuất cấy nhân tài. Năm 2026 đến 2030, nhân tài sẽ chiếm ít nhất từ 2 đến 5% trong cơ cấu lãnh đạo của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam. Đó là một phần trong các đề xuất do Bộ Nội vụ đưa ra trong dự thảo chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài được trưng thuật trên các báo Thanh Niên, Người Lao Động, Vietnamnet trong những ngày cuối năm 2020, đầu năm 2021. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam, nổi tiếng với những câu chữ CLM làm cho dư luận khắp nơi phải xôn xao, không biết ông Thủ tướng muốn nói điều gì. Trước đó dư luận cũng từng xôn xao khi ông Nguyễn Xuân Phúc đọc chữ tiếng Anh Made in Vietnam thành Made in Vietnam, cho thấy khả năng tiếng Anh của Thủ tướng quá kém. Dự thảo chiến lược viết rằng việc thu hút trọng dụng nhân tài sẽ nhắm đến không phân biệt nhân tài là đảng viên hay người không thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, người Việt ở trong hay ở ngoài nước, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho nhân tài được công hiến và đãi ngộ xứng đáng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các báo dẫn lại dự thảo này cho hay như vậy. Vẫn theo các thông tin đã được đưa ra, dự thảo chiến lược thu hút nhân tài đặt trọng tâm, trọng điểm vào một số lĩnh vực được gọi là mũi nhọn như quản lý ở cấp nhà nước, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học. Bản dự thảo đề ra mục tiêu là từ năm 2030 trở đi, các bộ và chính quyền cấp tỉnh phấn đấu mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% nhân tài trở lên trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý của các bộ, các ngành và các tỉnh. Sau khi tin tức về bản dự thảo được báo chí trong nước đăng tải, trong dịp cuối tuần vừa qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam đã đón nhận nội dung đó với những lời bình luận mang tính châm biếm, cho rằng từ trước đến nay, lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh không phải là người tài, nên vì thế đất nước mới chậm phát triển đến như vậy. Ngoài ra, cũng một số người cũng nêu ra câu hỏi, tại sao không đặt ra mục tiêu cao hơn, đó là có ít nhất từ 40 đến 50% lãnh đạo các cấp bộ, tỉnh là nhân tài, thay vì chỉ có 2 đến 5% mà thôi. Trong khi đó, giáo sư Đặng Hồng Võ, một cựu thứ trưởng của Việt Nam, và giáo sư Trần Đức Cảnh, Việt Kiều ở Mỹ với 46 năm kinh nghiệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hoan nghênh dự thảo của Bộ Nội vụ, xem đó là một dấu hiệu tích cực, muộn còn hơn không. Giáo sư Cảnh đưa ra ý kiến như sau. Đây là dấu hiệu đáng mừng, tích cực, mang tính thời đại, là thực tiễn của xã hội hiện nay và muốn phát triển đất nước phải có nhiều người tham gia, đặc biệt là những người giỏi. Tốt nhất là chọn người giỏi trong từng lĩnh vực hay trên tổng thể đóng vai trò lãnh đạo ở quy mô lớn hay trong phạm vi chuyên môn ở cấp địa phương hoặc lên đến cấp quốc gia. Ông Cảnh cũng từng làm việc trong nhiều thập niên cho trường Harvard danh tiếng và chính quyền cấp bang của Mỹ, lưu ý rằng không nên đặt ra con số phần trăm cứng nhắc với việc thu hút tuyển dụng người tài. Đây là hình ảnh ông Ngô Minh Hiếu, là một hacker người Việt Nam đã phải nhận 13 năm tù về tội ăn cắp và bán thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ và Nhật Bản. Vừa trở về Việt Nam sau 7 năm ngồi tù ở Mỹ, hacker này đã trúng tuyển vào Trung tâm An ninh mạng quốc gia. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hồng Võ đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng kể từ năm 2013, sau khi nghe khuyến cáo từ Ngân hàng Thế giới, chính phủ Việt Nam đã có nhận thức về việc phải thay đổi thể chế và hình thức tăng trưởng dựa vào nhân lực chất lượng cao và công nghệ, thay vì dựa vào vốn đầu tư công và tài nguyên. Giờ đây, việc Bộ Nội vụ cụ thể hóa một chủ trương đã có là một biện pháp tốt, ông Võ nhận xét. Ông nói thêm, ý tưởng sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam đã có từ rất lâu rồi. Thế nhưng, thực hiện thì chưa ổn lắm, chưa trúng lắm. Bây giờ, Bộ Nội vụ nhắc lại, nhấn mạnh lại chủ trương lấy nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy nhân tài làm động lực để tăng trưởng, thì đúng hướng là lối đi, giống như các nước khác đã thành công, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Trong cơ cấu chính trị của Việt Nam hiện nay, lãnh đạo các cấp phải là đảng viên và học cách quản lý lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong cơ cấu chính trị Việt Nam hiện nay, thì dường như những người ngoài đảng không có chỗ đứng. Mặc dù vậy, ông Võ cũng cho rằng việc thu hút nhân tài bây giờ còn khó hơn so với khoảng 10-15 năm trước vì nạn chạy chức chạy quyền hiện nay ngày càng trầm trọng, tạo xu hướng đi đến thể chế thân hữu, thậm chí có những trường hợp cán bộ có khuyết điểm còn được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, dẫn đến tâm lý tiêu cực, nghi ngại ở phía nhân dân, ông minh họa như sau.
có cái câu mà những lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường nhắc tới là thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba là hậu duệ và thứ tư là trí tuệ. Có nghĩa là người tài có trí tuệ để được cất nhắc thì xếp ở hàng thứ tư. Đây chính là điểm khó khăn hơn cả mà cần phải vượt qua. Và nói một cách khác, phải tuyệt đối chống được tham nhũng, chống được cách làm việc thân hữu, chống được con ông nọ bà kia vân vân, thì lúc đó chúng ta mới được nhân tài thực sự. Đây là hình ảnh cuộc thi nổi tiếng Đường lên đỉnh Olympia, có 19 quán quân đều du học ở Úc, 17 người đã ở lại làm việc và nhập quốc tịch, 2 người trở về Việt Nam được vài năm thì một người lại chạy quay trở lại định cư, người còn lại thì đi qua Canada định cư. Hiện tại không có ai đang ở Việt Nam nữa. Sau nhiều năm tham gia tư vấn, hỗ trợ các chương trình giáo dục ở Việt Nam, giáo sư Trần Đức Cảnh nhận xét với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng cơ chế nhà nước Việt Nam còn nhiều ràng buộc và giới hạn mà ông gọi là tế nhị. Theo giáo sư Việt Kiều này, bộ máy nhà nước Việt Nam cần phải mở cửa hơn nữa để về lâu dài phải thu hút nhân tài bằng cả một hệ sinh thái gồm nơi làm việc, cơ hội thăng tiến, khen thưởng, lương và đời sống. Ông Cảnh cho rằng với điều kiện hiện nay Việt Nam chưa thể làm được ngay, nhưng khi Việt Nam đặt ra chủ trương đúng, đi theo hướng đúng và thu hút nhân tài, điều đó sẽ dẫn tới các đích đúng. Ông nói thêm như sau: nếu cả thế hệ, hệ thống xã hội, chính trị thống nhất theo hướng đó thì mình đẩy tới thôi. Thực sự nhân tài ở trong nước không thiếu, nhiều lắm. Cộng thêm lực lượng làm việc ở nước ngoài, sống ở nước ngoài, nếu có điều kiện, có khả năng thì góp phần vô các công việc, các chuyên môn, các lĩnh vực. Theo giáo sư Đặng Hồng Võ, cựu quan chức chính phủ Việt Nam, những yếu tố để đảm bảo việc thu hút nhân tài thành công là nhà nước phải áp dụng hệ thống quản trị công tốt, bao gồm công khai, minh bạch. Người dân được tham gia và các cơ quan phải có trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn, tuyển dụng cán bộ, phải định lượng về các tiêu chí tuyển dụng thay vì định tính. Trích dẫn dự thảo chiến lược về thu hút nhân tài do Bộ Nội vụ soạn và đang lấy ý kiến đóng góp. Các báo trong nước cũng cho biết dự kiến có 3 nhóm yếu tố được sử dụng làm căn cứ để tìm nhân tài. Thứ nhất, đó là các lãnh đạo quản lý giỏi, nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia ưu tú, nhà khoa học trẻ tài năng. Thứ hai là đối với cán bộ, công chức, viên chức, người có tài năng được xác định theo hướng dựa trên sản phẩm, kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, trình độ, năng lực và sức sáng tạo đặc biệt vượt trội. Cuối cùng, một loạt chỉ số cảm xúc EQ, chỉ số thông minh xã hội SQ và chỉ số thông minh sáng tạo CQ, chỉ số say mê PQ và chỉ số đạo đức MQ, v.v. cũng sẽ được áp dụng để xác định nhân tài. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn tái cử với 100% phiếu bầu, mặc dù ông ta bị tố cáo tới 70% nội dung luận án tiến sĩ của ông làm là sao chép từ người khác. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, khi trả lời đài RFA vào hôm 4 tháng 1 từ Hà Nội cũng đã nói như sau: tôi rất là băn khoăn về khái niệm tù mù. Thế nào là nhân tài? Rất đáng tiếc là những người cầm cân nảy mực trong chế độ này có khi họ cũng chẳng hiểu thế nào là nhân tài. Nhưng họ phải dùng những mỹ từ như vậy và thường thì họ gắn với bằng cấp, nào là giáo sư, tiến sĩ, v.v. Cách đây hơn 10 năm, tôi đã từng viết bài đăng trên báo Nhà nước là làm gì, làm công chức không bao giờ cần là giáo sư, tiến sĩ cả. Vì những người có chức danh như vậy, họ phải hoạt động ở trong trường đại học hay viện nghiên cứu. Còn trong lĩnh vực nhà nước thì tuyệt nhiên không cần những người như vậy, vì càng nhiều người như vậy càng chết. Quay trở lại thế nào là nhân tài, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A là rất tù mù và chỉ có xã hội và chuyên ngành đó có thể đánh giá thế nào là nhân tài. Ông đưa ra ví dụ như sau. Chẳng hạn nhân tài về toán học thì chỉ có những người am hiểu về toán học mới đánh giá đúng cho được. Hoặc nhân tài về uốn dẻo thì người có thể đánh giá qua một cuộc tranh đua trên trường quốc tế hay trong nước v.v. Không có tranh đua thì một kẻ ngu cũng có thể trở thành nhân tài và như thế sẽ rất khó để đánh giá. Và tiêu chí từ 2 cho đến 6% cũng rất tù mù nên tôi nghĩ họ mất thời gian để đi vào mấy chuyện vô bổ ấy. Và có lẽ người dân cũng cần phải lên tiếng vì người dân đóng thuế nuôi họ để quản trị đất nước cho tốt thì tôi cho rằng họ là những người đã làm những trò rất vô bổ. Đây là hình ảnh phát biểu trước Quốc hội về dự luật an ninh mạng. Trung tướng Võ Trọng Việt đã phát âm Facebook thành Peterbox và yêu cầu phải kéo đám mây điện toán về Việt Nam. Những biểu hiện của vị tướng đại biểu Quốc hội này đã gây sửng sốt cho dư luận cả nước, không những vì phát âm sai mà còn vì ý tưởng kéo đám mây điện toán về Việt Nam. Từ nhiều năm qua, chính quyền của Việt Nam luôn theo đuổi mục tiêu về việc thu hút nhân tài giúp xây dựng đất nước. Tuy nhiên,
dù có ra nhiều quyết định, nghị quyết được cho là trải thảm đỏ, thu hút nhân tài, nhưng những khó khăn gặp phải khi thực hiện mục tiêu này có vẻ như rất khó vượt qua được, khi hầu như năm nào việc hô hào cũng được lặp đi lặp lại. Mới đây nhất là vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Theo kế hoạch của đề án này, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành khảo sát tại 5 bộ gồm Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tư pháp và 5 địa phương bao gồm Quảng Nam, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ sẽ khảo sát tập trung vào chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao và thực trạng tuyển dụng, sử dụng nhân tài. Đồng thời, đề xuất cơ chế để phát hiện bồi dưỡng tài năng cho những học sinh, sinh viên, nhất là các sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc để đào tạo thành nguồn cán bộ cốt cán nhằm tăng tỷ lệ nhân tài trong bộ máy nhà nước. Khi trả lời đài RFA từ Mỹ vào hôm 4 tháng 1 năm 2021, từ Sài Gòn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, hiện là giảng viên tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định như sau. Vấn đề không phải là tỷ lệ là chuyện sau đó, chuyện trước nhất không hiểu họ định nghĩa thế nào là nhân tài. Chẳng hạn nhân tài là có bằng cấp nào là nhân tài, vân vân. Mà nếu định nghĩa nhân tài là có bằng cấp thì chỉ Việt Nam định nghĩa như vậy, vấn đề này định nghĩa rất khó khăn. Điểm thứ hai là không phải đưa vô bao nhiêu, kinh nghiệm cho thấy người ta nói trải thảm đón nhân tài, nhưng cuối cùng điều kiện nào cho những tài năng đó có thể làm được việc đây. Cái đó là quan trọng nhất hơn bất cứ rất nhiều người việc người ta đưa vào. Chứ đưa vào mà làm không được việc hay tài năng nhưng phải ngu bớt đi để thích hợp được với bộ máy thì cũng vứt. Đây là hình ảnh vào tháng 5 năm 2017, khi đó chuẩn tướng Lương Xuân Việt sinh năm 1965 được thăng cấp thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ. Ông là vị tướng Mỹ gốc Việt có quân hàm cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ với hàm chuẩn tướng từ tháng 8 năm 2014. Những chuyện đó lớn hơn rất nhiều so với lời tuyên bố bao nhiêu phần trăm, cái đó vô nghĩa. Không chỉ tìm cách thu hút nhân tài trong nước, theo truyền thông nhà nước, Bộ Nội vụ năm 2020 cũng được nói là sẽ soạn thảo kế hoạch nhằm nghiên cứu ban hành các chính sách, giải pháp để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, thu hút những người tài giỏi, trong đó có chính sách thu hút người gốc Việt về nước làm việc. Giáo sư Nguyễn Văn Hưng từng giảng dạy nhiều năm tại Đại học Leger Vương quốc Anh, ông cũng từng hợp tác với nhiều chương trình đào tạo, cao học với các trường đại học tại Việt Nam. Khi trả lời đài FA vào hôm 4 tháng 1, ông nói như sau. Yêu cầu chất xám trong nước là rất lớn, và người Việt Nam có điều kiện học hỏi hay đang công tác trong các trường đại học ở Âu, Mỹ cũng khá đông, cho nên việc đóng góp chất xám của Việt Kiều là điều rất cần thiết. Nhưng nói cụ thể, tuy nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra rất nhiều quyết định đặc biệt để thu hút chất xám Việt Kiều, nhưng thực chất công tác thực hiện chưa thể hiện được cụ thể về cái tầm để xứng đáng với tình hình. Cũng theo nhiều chuyên gia, Việt Nam thực sự đã có đủ điều kiện để chuyên gia từ nước ngoài trở về làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc kêu gọi của chính quyền được cho là không thực tâm khi điều kiện đóng góp tại Việt Nam không đủ thông thoáng cho những người muốn trở về để đóng góp cho quê hương. Ngoài ra, theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, những chính sách giáo dục không phù hợp cũng góp phần cản trở như việc các trường cấp bằng tại chức cử nhân tiến sĩ trước cho những người có chức quyền rồi sau đó mới đi học. Chưa kể, đôi khi cũng có những trường hợp gần như không học hành gì nhưng vẫn có bằng. Vào năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định chính thức công nhận bằng tại chức ngang với bằng chính quy. Quy định này cũng bị dư luận cho là không phù hợp. Và với những điều đó, thì việc chính phủ Việt Nam kêu gọi kiều bào về đóng góp xây dựng quê hương vẫn còn trở nên rất mịt mù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đảng mục nát, chính phủ đề xuất cấy nhân tài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.